Kính thưa quý vị, tìm thấy kho tàng La Mã cổ đại trong con tàu đắm, tin từ Caesarea, Israel. Các nhà khảo cổ ở Israel đã phát hiện những bức tượng bằng đồng và hàng ngàn đồng tiền từ một con tàu bị đắm trên biển Địa Trung Hải khoảng 1.600 năm trước. Một cuộc khảo sát dưới nước tại cảng Caesarea trong những tuần gần đây đã tiết lộ mức độ tìm kiếm phát hiện lần đầu vào cuối tháng 4. Thợ lặn đã tìm thấy một chiếc đèn bằng đồng, tượng trưng cho thần mặt trời Sô của La Mã, một bức tượng của nữ thần mặt trăng Luna và rất nhiều các mảnh vỡ khác nhau. Một trong những phát hiện quan trọng nhất là hai tảng kim loại nặng khoảng 20 kg, được tạo thành từ hàng ngàn đồng tiền cổ. Các đồng tiền đều có hình ảnh của hoàng đế Constantine, người cai trị của đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ 4, và Licinius, người Quảng Đông đế quốc La Mã trong một thời gian, đối thủ của hoàng đế Constantine. Vị trí của con tàu đắm là mấu chốt của vấn đề. Dường như con tàu buôn chở kim loại tái chế này đã gặp phải một cơn bão ở lối vào cảng và trôi dạt đến khi nó đập vào những tảng đá. Những bức tượng này đã bị đắm cùng với con tàu, chìm sâu dưới nước và vì vậy được bảo vệ kỹ càng. Caesarea, đặt theo tên của hoàng đế La Mã Augustus Caesar, được xây dựng trên một cảng La Mã lớn trên biển Địa Trung Hải khoảng 20 năm trước Công Nguyên. Ngày nay nó trở thành công viên quốc gia và địa điểm du lịch nổi tiếng ở Israel, nơi mà lượng thợ lặn đến đây càng ngày càng gia tăng.